Và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số loại dây loa thông dụng hiện nay. Trên thị trường hiện nay dựa vào cấu tạo mà chia thành hai cái loại phổ biến được sử dụng nhất, đó là dây loa đơn và dây loa by wire hay là dây tri wire. Dây loa đơn hay là còn gọi là single end, mỗi đầu chỉ có hai cọc đấu, và đây là dạng phổ biến và thông dụng nhất được sử dụng hiện nay. Đây là một số các cái hình ảnh về dây loa đơn. Chúng ta đã thấy có hai đầu cọc đấu riêng biệt. Thứ hai là dây loa by wire hay là tri wire. Mỗi đầu có hai hoặc là ba cọc đấu, dùng cho các cái loa có thể đấu hai hoặc là ba đường tiếng độc lập. Đây là một số các cái hình ảnh về dây by wire hay là tri wire. Về cấu tạo của dây tín hiệu loa thì cấu tạo của dây tín hiệu và dây loa thường sẽ gồm có ba phần riêng biệt. Thứ nhất là sợi dẫn, thứ hai là điện môi hay là chân cách điện, và thứ cuối cùng là cái đầu cắm hay là đầu kết nối với cái ba cái nhiệm vụ khác nhau. Đầu tiên là sợi dẫn. Sợi dẫn thì sẽ đảm nhiệm việc truyền tín hiệu. Sợi dẫn này thường làm từ đồng hoặc là bạc. Độ tinh khiết của đồng là yếu tố quan trọng để đánh giá các cái loại dây dẫn cao cấp. Hợp kim đồng thì thường sẽ bao gồm đồng nguyên chất có lẫn một lượng nhỏ tạp chất. Lượng đồng trong dây dẫn càng nguyên chất thì âm thanh sẽ càng hay và càng chất lượng. Đây là một số các cái hình ảnh về dây loa, mà đây là sợi dẫn. Tiếp theo là điện môi hay là chất cách điện. Cái lớp chất cách điện được bao bọc các cái sợi dẫn và vỏ ngoài, còn đầu cắm sẽ là đầu làm ảnh hưởng đến các cái tín hiệu. Vì thế là chất điện môi có tác động lớn đến âm thanh của dây dẫn, và mỗi chất điện môi lại có ảnh hưởng khác nhau. Dây dẫn bình dân thì thường dùng các loại nhựa rẻ tiền làm chất điện môi, còn dây dẫn tốt hơn thì thường dùng là polyethylene, hay là có một số cái loại dây tốt hơn nữa thì lại dùng các loại polypropylene. Và thứ ba là đầu cắm hay đầu kết nối. Đầu cắm hay đầu kết nối là đầu để liên kết giữa loa với dây dẫn, hay từ dây dẫn và âm ly. Tín hiệu tốt hay là xấu phụ thuộc rất nhiều vào cái loại đầu cắm này. Và đây là một số cái hình ảnh ta thấy. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một số các loại dây loa thông dụng hiện nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.